6 triệu đôi Pillow F45 đẹp long lanh này các bác nha, đẹp long lanh. Góc cạnh móp tí là phải có nha, hàng bãi hàng cũ không thể tránh được. Gọi là hàng bãi như đây là hàng đấu giá từ bên Nhật về các bác nha. Cho nó dễ gọi không? F45. 6 triệu cho đôi chất lượng như này. Đôi nào xấu thì bán rẻ hơn. 60W 90 decibel 8 ohm 325 mic 10 set 4.5. Góc giá chạy luôn nha. Bát chép đầy đủ nha. Đang bóc ra để kiểm tra quay luôn. Thì nó lắm hàng lên này, chả quay được tiện lúc này thì quay luôn. Bên này quay chạy tiếp nha. Bát chép anh em nghe có rõ ràng nha. Có tiếng lèo xéo, có lời, có bát nha. Em đợi vài giây vàng lại bóc hết ra đã. Khi kiểm tra là phải chạy từng chiếc một để kiểm tra. Nhựa nó bám bụi vào, phải lau chùi lại. Loa chưa lau chùi, vừa đẹp như này.